như thế nào là yêu đúng người. Sẽ luôn có một ai đó thương bạn, yêu gương mặt béo tròn, yêu thân hình mũm mĩm và chữa lành những tổn thương trong bạn một cách chân thành nhất. Bạn có thể thoải mái nói cười hoặc khóc thật to nếu bạn muốn. Thoải mái không cần tạo cho mình một vỏ bọc, vì anh ấy yêu chính con người bạn. Bạn sẽ cười nhiều hơn và cảm thấy hạnh phúc, luôn mong ngóng được gặp người ấy. Bản thân bạn tốt lên, bạn chung thủy và người ấy cũng vậy. Bạn luôn có cảm giác mình được tôn trọng, nhường nhịn, làm lành sau những cuộc cãi vã. Không nhất thiết lúc nào cũng phải nói chuyện hòa hợp, nhưng sẽ có những chí hướng và mục tiêu chung. Chọn giày không nhất định phải thật xinh đẹp, nhưng nhất định phải thoải mái và vừa chân. Một người hiểu bạn chính là cách đối xử ngọt ngào nhất. Một người sẵn sàng ở bên bạn chính là sự khẳng định rõ ràng nhất.